Hello, xin chào các bạn. Và lâu lắm rồi thì mình mới quay trở lại YouTube. Và mọi người biết gì không, nhân dịp mà mình mới sắm được một số những món đồ thì mình sẽ lên đây nói lên thêm một chút. Và bây giờ ấy, là sắp vào mùa hè rồi, mùa du lịch thứ hai trong năm. Mùa này thì chúng ta sẽ chuẩn bị đi biển bla bla. Và mọi người sẽ quan tâm đến gì? Cá nhân mình ấy, thì trong cái hành trình mà mang đi du lịch, chắc chắn mình sẽ không thể thiếu được một thiết bị, đó chính là sạc dự phòng mọi người ạ. Bởi vì mình là một người rất hay quay chụp và mình cần phải kéo ra cái thời lượng pin cho chiếc điện thoại của mình để không sập nguồn khi mà mình đang quay chụp dở ấy đó. Và nhân tiện mình mới sắm một loạt các bộ phụ kiện đến từ Pisen. Những cái bộ phụ kiện điện thoại này mình nghĩ rằng là cá nhân nhà nào ai ai cũng chắc chắn cần dùng, nên mình sẽ unbox và review trên tay nhanh cho các bạn xem luôn nhé. Ok, và bây giờ thì mình sẽ unbox trước ba cái món phụ kiện này. Và ba cái món phụ kiện này thì mình nghĩ rằng nhà nào dùng điện thoại cũng chắc chắn cần dùng đến luôn, kể cả là dùng Android hay là iPhone. Đây, đầu tiên sẽ là một chiếc củ sạc Pisen Quick với hai cổng là cổng USB-A và cổng USB-C với sạc nhanh tốc độ là 20W. Đó, đây, một củ sạc khá là xinh xắn, đơn giản, basic và mọi người có thể cắm sử dụng để ở nhà. Đấy, rất tiện là nó có hai cái cổng kết nối cho mọi người. Tiếp theo sẽ là đến một chiếc cáp sạc C2C và công suất ra lên tới 100W nữa. Cái này thì bạn nào mà dùng iPhone 15 series này hoặc là dùng điện thoại Android mà có hỗ trợ sạc nhanh ấy, lại còn cái dây của nó nhá. Đây, dây của nó sẽ là cái dây vải dù chống rối, nhưng mà một cái điểm là cái màu trắng này thì cẩn thận là dễ bị dây bẩn nha mọi người. Đấy. Và cuối cùng sẽ là một chiếc cáp sạc Type-C to Lightning dành cho ai mà chưa lên đời iPhone 15 series, dùng 14 series đổ xuống như mình á. Thì đây là cáp sạc 27W hỗ trợ sạc nhanh cho iPhone luôn nha. Đó, thì một cái điểm mà mình cảm thấy rất là yên tâm khi mà lựa chọn những cái phụ kiện điện thoại đến từ Pisen, thậm chí là cả cái pin thay thế cho iPhone của Pisen ấy cũng như các điện thoại khác ấy, đó chính là hãng ấy có một cái chế độ bảo hành rất là tốt, cũng như là về chất lượng và cái độ nổi tiếng. Mọi người có biết là Pisen có một cái chế độ bảo hành toàn cầu với cái bảo hành cháy nổ, trị giá bảo hiểm lên tới là khoảng 2 triệu đô tương đương với là 46 tỷ Việt Nam đồng ấy. Nó trời ơi, mà chưa kể là những cái thiết bị chính hãng của Pisen phụ kiện ấy, thì mọi người sẽ có thời lượng bảo hành khá là dài hơi, từ 12 cho đến 24 tháng nữa. Rất nhiều cái sản phẩm phụ kiện Pisen mọi người có thể lựa chọn. Đây là những cái lựa chọn phụ kiện của mình. Ngoài ra thì sẽ quay trở lại với nhân vật chính này nhá. Đó chính là em củ sạc dự phòng. Gọi là củ em buồn cười. Chính là em sạc dự phòng Pisen Quick Powerlink Tiny 22.5W. Cái em này là thực sự là mình rất là kiểu tâm đắc luôn. Đây, chính là nó đây, bởi vì là mình đã bóc ra và mình dùng rồi nên mình sẽ review cho các bạn cái em này. Ok, đầu tiên là về phần thiết kế thì em này lấy lý tưởng từ một chiếc vali du lịch rất là nhỏ xinh, đúng không mọi người? Mà nó nhỏ xinh thật, thực sự là trọng lượng chỉ có 193g thôi, nên là mình nghĩ là dễ dàng bỏ vào trong túi sách cũng như là đem đi du lịch rồi là cho đấy, mang vác khắp nơi đó. Và em này ấy, có những cái rãnh G này, nó sẽ chống trơn trượt nữa trong cái quá trình mà các bạn dùng cầm chung với điện thoại chẳng hạn. Đấy, đỡ bị rơi vân vân. Đấy. Và một điểm mà mình thích nữa ở em này ấy, là có rất nhiều những phiên bản màu sắc trẻ trung dành cho những ai mà bánh bèo ấy, thích một chiếc sạc dự phòng chất lượng nhưng mà nó vẫn phải đẹp đẽ, nó tinh cực, màu tím này, màu xanh này, rồi là màu trắng này. Đấy, hơn nữa dành cho những ai mà não cá vàng, nhiều khi chúng ta mang sạc dự phòng nhưng chúng ta quên mang dây cáp ấy, thì đừng có lo, em này sạc ấy đa tương thích với nhiều thiết bị là từ iPhone này, 14 series đổ về dùng cáp Lightning, hoặc thậm chí là những cái thiết bị Android với cáp Type-C. Và nó có trang bị sẵn luôn ở đây cho chúng ta là có hai cái cáp sạc nha mọi người. Đây, cáp sạc Lightning này. Đó, và bên này sẽ là cái cáp sạc Type-C nữa. Tiện không? Và nếu như mà không dùng ấy thì mọi người có thể gấp gọn xong rồi nó ẩn náu vào trong cái thân của chiếc củ sạc này trông rất gọn. Ngoài ra thì sẽ có một phần cáp nó lồi lên như này và có thiết kế dạng là chúng ta có thể là dùng để móc này, để sách cầm tay này, hoặc là cho vào móc chìa khóa ấy, cũng rất là tiện lợi luôn. Về cái màn hình ở đây, nó sẽ là một cái màn hình LED để có thể hiển thị phần trăm pin của củ sạc. Thực ra ấy, thì cái em sạc Powerlink Tiny 22W này sẽ có một phiên bản nữa dành cho những ai chỉ dùng điện thoại Android hoặc là dùng iPhone 15 series, là có duy nhất một cáp Type-C thôi thì sẽ tiết kiệm được 100.000. Nhưng mà đối với những ai ấy, mà vẫn dùng như kiểu iPhone 14 series đổ số như mình ấy, thì
gắn liền với cáp lining vẫn là chân ải đúng không mọi người? Đó, thế nên em này cực kỳ tiện luôn. Rồi, và các bạn sẽ quan tâm đến cái khả năng sạc nhanh của cáp đúng không? Thì với cáp Type-C này này, các bạn sẽ có khả năng sạc nhanh, công suất tối đa sẽ là 22,5W. Và cái đầu ra của cáp lining này sẽ cho công suất sạc là 2,4A. Ngoài ra thì sẽ có một cái phần chi tiết nhỏ nữa. Đây, mọi người nhìn thấy cái cổng sạc Type-C này không? Đây sẽ là cổng sạc input và output luôn. Và cái cổng Type-C này sẽ cho sạc đầu ra là 20W. Nên là cái củ sạc này chúng ta sẽ có thể sạc cùng một lúc lên được tối đa là 3 thiết bị. Một cái cáp Type-C, một cáp Lightning và một cái cổng Type-C đầu ra này nữa. Nhưng mà chia sẻ thật với các bạn nha, là công suất tối đa của nó là 22,5W. Nên nếu như mọi người sạc cùng một lúc nhiều thiết bị thì công suất sạc nó sẽ bị chia ra và nó sẽ không còn nhanh nữa. Nhưng trong những cái trường hợp mà chúng ta kiểu ui dồi ôi, SOS cấp thiết lắm rồi, ai cũng cần sạc, thì đây lại là một chiếc sạc rất là đa tương thích cho nhiều thiết bị nha. Lại có xinh nữa. Và nếu như mà quan tâm đến cái khả năng sạc thực tế của em này ấy, dung lượng là 10.000 mAh nha mọi người. Và khi mà sạc đầy 100% pin cho cái củ sạc này thì mình sạc chiếc iPhone 14 Pro Max của mình đã test là sạc được khoảng gần 2 lần. Và cái phần trăm pin trong cái quãng thời gian khoảng 40 phút đầu sạc ấy, nó lên rất là nhanh. 40 phút đầu sạc là lên được khoảng 60% pin rồi. Còn cái thời lượng sạc đầy lại cho cái củ sạc này ấy, thì sẽ dùng luôn cái cổng sạc Type-C này và sạc là 18W. Input nó sẽ đầy trong khoảng 2 cho đến 4 tiếng. Và kết lại thì những đối tượng nào sẽ cần trang bị cho mình một chiếc sạc dự phòng như thế này? Đó chính là những người ấy mà điện thoại đã bị chai pin rồi, một ngày phải sạc điện thoại ít nhất là 2 lần. Rồi là các bạn là những cái người mà hay sử dụng điện thoại để quay chụp này, nó rất tốn pin cũng như là chơi game rồi là làm việc công việc suốt ngày trên điện thoại, mà lại còn hay phải di chuyển nữa, không thể nào kè kè cái củ sạc, những cái dây sạc được. Thì đây, tích hợp luôn cả củ sạc lẫn cáp sạc, rất tiện. Và hơn nữa ấy, là cái mùa du lịch đến rồi nên mình chắc chắn rằng là nhiều bạn khi mà đi du lịch xa sẽ cần một chiếc củ sạc đa năng như thế này. Và nó rất là nhỏ gọn nữa. Đấy, nên là nếu như mọi người quan tâm và đang cần một củ sạc dự phòng, nghe củ hơi buồn cười, thì hãy click link mình để mô tả chi tiết phía dưới nhé. Còn cái này là lấy về cho bố mẹ, bởi vì bố mẹ mình chuyên gia làm mất sạc cáp. Cho cái này về cắm để ở nhà là xong. Bye bye.